chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cần làm gì để những thành tựu phát triển được bền vững. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế giới hiện tại và không cần làm tổn hại những khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển bền vững gồm 4 nội dung chính như tăng trưởng kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và tôn trọng các quyền con người. Khái niệm phát triển bền vững được xây dựng trên một nguyên tắc chung của sự tiến bộ của loài người, đó là nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng giữa các thế hệ. Phát triển bền vững thể hiện qua quan điểm nhân văn hiện đại hơn hẳn so với quan điểm phát triển bằng bất kỳ giá nào. Bởi phát triển bằng mọi giá là khai thác tối đa các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho hoạt động phát triển, không tính đến sự ảnh hưởng của nó đến chính quá trình phát triển. Đây là hình ảnh cho đến nay, quan niệm về phát triển bền vững trên diện quốc tế được sự thống nhất chung với mục tiêu để thực hiện phát triển bền vững trở thành mục tiêu thiên niên kỷ. Cũng về chủ đề này, luật sư Ngô Ngọc Trai có bài phân tích mang tựa đề Việt Nam cần làm gì để những thành tựu phát triển được bền vững với nội dung được chia sẻ như sau. Nhìn lại lịch sử thì thấy Hoàng đế Napoleon khi thiết lập nền Cộng hòa cho nước Pháp và mở rộng lãnh thổ, xóa bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền Cộng hòa cho nhiều nước châu Âu. Ông mong muốn di sản của mình sẽ được trường tồn, nhưng việc xóa bỏ các triều đình vua chúa phong kiến, thiết lập nền Cộng hòa lại khiến cho nhiều quốc gia theo thể chế quân chủ khi đó lo sợ. Cho nên họ đã cùng hợp với nhau đánh đổ Napoleon. Điển hình là các vị vua của các nước như Anh, Áo và Nga. Mặc dù đế chế nước Pháp do Napoleon gây dựng không được bao lâu, nhưng nhiều thành tựu của ông đã trở nên trường tồn như những phiến đá hoa cương mà ông từng ví von mong ước cho sự bền vững của đế chế của mình. Đó là tinh thần dân quyền, bình đẳng trước pháp luật, chính quyền duy lý, chế độ nhân tài dựa trên năng lực. Trước đó là tướng lĩnh quan lại chỉ có ở tầng lớp quý tộc và quyền sở hữu khoan dung tôn giáo, hành chính hiệu quả. Nhiều cải cách dân sự của ông đã được duy trì lâu dài như bộ luật dân sự hay còn gọi là bộ luật Napoleon đã trở thành cơ sở cho rất nhiều luật của các nước châu Âu ngày nay, cũng như tinh thần dân quyền có từ trước đó của cách mạng Pháp đã trở thành giá trị phổ quát cho toàn thế giới. Nước Việt Nam hiện nay cũng đang trên đà phát triển, biến đổi từ một nước chậm tiến lạc hậu, ngày càng trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vị thế của Việt Nam dường như được nâng cao hơn rất nhiều. Nhưng điều cần thiết là bên cạnh mong ước phát triển kinh tế của Việt Nam, cần phải có những hiệu quả, hiệu chỉnh để đạt được những sự phát triển bền vững, nếu cũng muốn có những tảng đá hoa cương cho mình. Đây là hình ảnh vào hôm 15 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh của Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mới đây, phía Mỹ đã cáo buộc Việt Nam là nước thao túng tiền tệ. Phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản bác về vấn đề này. Đây là một thí dụ cho thấy sẽ có những ngưỡng chính sách mà quốc tế họ ấn định có nguy cơ cản trở sự phát triển của Việt Nam. Từ lâu nay, Việt Nam đã thực hiện một chính sách phát triển kinh tế theo hướng khuyến khích xuất khẩu để tạo thặng dư thương mại, tìm kiếm tăng trưởng. Nhiều tập đoàn quốc tế lớn nhận thấy điều đó, nhưng từ lâu cũng đã chọn Việt Nam là nơi đầu tư đặt nhà máy sản xuất hàng hóa để xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, nhằm tận dụng các ưu đãi và ưu thế từ các chính sách khuyến khích xuất khẩu từ phía nước nhà. Một thực tế khác là ngân hàng nhà nước hiện nay vẫn đang là cơ quan trực thuộc, chịu sự quản lý về mặt hành chính của chính phủ, thay vì chỉ là một thể chế độc lập như mô hình ngân hàng quốc gia của các nước có nền kinh tế phát triển. Trong cuốn sách hồi ký của nhà lãnh đạo Singapore, ông Lý Quang Diệu từng khuyên phía Trung Quốc nên tạo cho sự độc lập của ngân hàng quốc gia. Trung Quốc đã đạt được những bước tiến phát triển thần kỳ từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và đói. Trong vòng 50 năm trở lại đây, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt được và sắp có thể trở thành lớn nhất thế giới, vượt cả Hoa Kỳ. Nhưng thử hỏi xem liệu Trung Quốc sẽ có những tảng đá hoa cương nào giúp cho sự phát triển của họ được vững bền? Đây là vấn đề cần phải suy nghĩ. Đã có những sự đồn đoán báo trước về sự sụp đổ của hệ thống và phân mảnh của đất nước Trung Quốc. Mối lo đó đã được dùng làm động lực cho sự phát triển nhất quán theo một tầm nhìn chung định hướng của chính phủ nước này. Cảm xúc mâu thuẫn phức tạp giữa mong muốn phát triển và những lo lắng về giữ vững quyền lực chính trị đã khiến cho phía Trung Quốc có những chính sách phát triển quốc gia có tính chất gây hấn đối đầu. Thay vì trở thành một điểm tựa vững cậy, tin cậy và yên tâm, thì họ lại trở thành mối đe dè chừng cho rất nhiều nước. Đây là hình ảnh
bức biếm họa về việc Trung Quốc xây hàng loạt thủy điện chặn đứng dòng sông Mekong của hạ sĩ Pepper với hình ảnh Tập Cận Bình với các nước hạ nguồn sông Mekong rằng chúng ta cùng bàn luận chuyện hợp tác nhé. Một điều có thể khẳng định đó là sự phát triển của Việt Nam lâu nay đã có được sự ủng hộ của chính phủ nhiều nước trên thế giới, sự động viên khích lệ của định chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới, tổ chức UNICEF và nhiều tổ chức khác. Thế thì ở những giai đoạn nào đấy họ sẽ thông cảm với Việt Nam về những lạc hậu và hành xử chưa theo những chuẩn mực tiêu chuẩn chung. Nhưng đến một độ nhất định rồi thì người ta sẽ đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ này kia. Mà nếu Việt Nam không dự liệu điều đó, Trung Quốc cũng phát triển với những quan niệm giống với Việt Nam là tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi sau một quãng thời gian dài đi lạc theo mô hình kinh tế tập thể hóa xã hội chủ nghĩa. Sự tranh thủ này được làm nổi bật lên qua lời khuyên của ông Lý Quang Diệu cho phía lãnh đạo Trung Quốc là hãy cúi đầu mỉm cười thêm 50 năm nữa. Ý của ông Diệu là Trung Quốc nên khiêm tốn, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế mà phát triển. Nhưng xem ra, ban lãnh đạo của Trung Quốc lại có những kế hoạch khác sớm muốn trôi dậy dù là hòa bình và đòi viết lại quy tắc luật trời. Chiều hướng đó đúng sai chưa biết thế nào. Có thể Trung Quốc sẽ thành công hoặc sẽ thất bại và khi đó liệu sẽ có những tảng đá hoa cương nào cho nước họ hay không? Đối với Việt Nam, khả năng đúng cho 50 năm tới là cần phải sửa đổi bản thân mình, đặt mình dần vào khuôn khổ tiêu chuẩn chung của quốc tế. Đây là hình ảnh hôm 25 tháng 9 năm 2020, phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực cần phải được tôn trọng và phát huy. Và điều đó là đòi hỏi đặt ra đối với không chỉ lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ, mà còn cả các lĩnh vực có giá trị về quyền con người, về chính quyền, duy lý, bảo vệ môi trường, xã hội, dân sự, hợp tác đa phương để đẩy lùi các thách thức toàn cầu như dịch bệnh hay sự nóng lên của trái đất. Thể chế cũng cần phải liên tục điều chỉnh, hoàn thiện, thiết lập một nền pháp quyền chuẩn mực, tạo lập hệ thống chính quyền hoạt động theo những quy định duy lý thực sự hay thay vì siêu hình duy ý chí. Thực hiện chính sách nhân tài công bằng thay vì chỉ dành cơ hội cho những người thuộc bộ máy của Đảng hoặc bộ máy nhà nước, còn người bên ngoài thì rất có thể tham gia vào guồng máy lãnh đạo, điều hành quốc gia. Và cũng phải thừa nhận quy luật phát triển tất yếu về quyền con người, đó sẽ là nét lớn chủ đạo của tiến trình phát triển dân tộc trong thế kỷ 21. Từ đó hiệu chỉnh hoạt động của bộ máy sao cho tương thích với sự trân trọng của giá trị con người, chấp nhận những ý kiến khác biệt, tiết giảm đi những hành xử bạo lực để sự phát triển đồng nghĩa với yên tâm thay vì cảm xúc phức tạp éo le giữa niềm vui và mối hoang mang khi hướng mắt vào tương lai. Có như thế thì những thành tựu phát triển của Việt Nam mới bền vững như những phiến đá hoa cương, và đó chẳng phải là những điều mà mọi người cũng mong muốn hay sao? Luật sư Ngô Ngọc Trai đưa ra kết luận như vậy. Đây là hình ảnh dư luận gần đây xôn xao khi thấy hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ ngồi trên một bộ sa lông gỗ quý chạm rồng có giá hàng tỷ đồng, trong khi tin tức đưa dồn dập về những vụ sạt lở vùi đất chết hàng chục người sau cơn bão số 7 ở Việt Nam. Phát triển bền vững là mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Trong tiến trình phát triển của thế giới, mỗi khi khu vực và quốc gia xuất hiện nhiều vấn đề bức xúc mang tính chất phổ biến. Kinh tế càng tăng trưởng thì tình trạng khan hiếm các loại nguyên liệu, năng lượng cho sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo được càng tăng thêm. Môi trường thiên nhiên càng bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ, thiên nhiên gây ra những thiên tai vô cùng thảm khốc và chồng chất. Đó là sự tăng trưởng kinh tế không cùng nhịp với tiến bộ và phát triển xã hội. Có tăng trưởng kinh tế nhưng không có tiến bộ và công bằng xã hội. Tăng trưởng kinh tế nhưng văn hóa, đạo đức thì bị suy đồi. Tăng trưởng kinh tế làm giãn cách hơn sự phân hóa giàu nghèo, dẫn đến sự bất ổn trong xã hội. Vì vậy, quá trình phát triển cân bằng cần có sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an ninh xã hội và bảo vệ môi trường hay phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu bức thiết đối với toàn thể thế giới. Quan niệm về phát triển bền vững dần được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội và có tính tất yếu. Tư duy về phát triển bền vững bắt đầu từ việc nhìn nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tiếp đó là nhận ra sự cần thiết phải giải quyết những bất ổn trong xã hội. Năm 1992, Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường Phát triển Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Rio de Janeiro đề ra chương trình nghị sự cho toàn cầu thế kỷ 21. Theo đó, phát triển bền vững được xác định là một sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của thế giới hiện tại và không làm hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai.
về nguyên tắc phát triển bền vững là quá trình vận hành đồng thời ba bình diện phát triển như kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định, văn hóa đa dạng và môi trường được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. Do vậy, hệ thống hoàn chỉnh các nguyên tắc đạo đức cho phát triển bền vững bao gồm nguyên tắc phát triển bền vững trong cả ba thế chân kiềng kinh tế, xã hội và môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 với bản tin Việt Nam cần làm gì để những thành tựu phát triển được bền vững. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.